Trong chương trình thời sự gần đây, chúng tôi đã phản ánh tình trạng một số tổ chức cá nhân tập trung khai thác vàng sa khoáng trái phép tại các dòng sông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, gây ô nhiễm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Trước thực trạng này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công văn chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc và xử lý nghiêm các hoạt động khai thác vàng sa khoáng trái phép. Ông Lê Minh Ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ký công văn yêu cầu các cơ quan chức năng nghiêm cấm ngay hoạt động khai thác vàng sa khoáng trái phép tại các lòng sông, nhất là khu vực đầu nguồn sông Vu Gia và Thu Bồn, kiên quyết đình chỉ, buộc khắc phục ngay hậu quả đối với các đơn vị đã được cấp phép nhưng không thực hiện đúng cam kết bảo vệ môi trường. Đồng thời, công văn cũng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức cấm hoạt động đối với công ty trách nhiệm hữu hạn Điện Quang, công ty trách nhiệm hữu hạn Lộc Nam. Đối với cá nhân ông Đinh Thanh Sơn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Phương, đơn vị khai thác đầu nguồn sông Thu Bồn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Đức cùng các cơ quan chức năng kiểm tra quá trình khai thác để xử lý vi phạm. Công văn cũng đã yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị trấn Thạnh Mỹ và Ủy ban Nhân dân huyện Nam Giang kiểm điểm những cá nhân, tập thể đã tự ý tổ chức thu lệ phí để hợp thức hóa khai thác vàng sa khoáng cho một số công ty.